của chú anh chị. Từ từ nha, lại nè. Bỏ đi, bỏ đi. Mấy chào quý cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2022. Mời quý cô chú và anh chị theo chúng em đi tham quan ngọn thác Lưu Ly. Trước mắt mình là một cái cây đa mà hàng trăm năm tuổi đó. Có cái tàn rộng. Dạ cây này chắc cây đa chú. Đẹp nha. Cái địa thế nó đẹp ghê luôn á. Cây này chắc phải đúng rồi. Cây này mà ở Sài Gòn có thôi nha. Cây này chắc mấy trăm năm tuổi rồi. Cái tàn nó xòe rộng ra cả che bóng cả một góc luôn mà. Nhưng mà cái rễ nó đâu được như này nhỉ? Cây này hơi nhiều tiền ngay giờ, ngay giờ thành phố mình giờ ra ngoài đây thôi. À, bao... cây sao mà bao người ôm nhà ai rồi. Đúng rồi, mấy cây sao trồng từ Pháp ấy, từ Pháp nó to. Nhưng mà giờ dạ, nhưng mà nó lại không có cái bộ rễ như này. Cây sao thì nó thẳng. Đây nó độc đáo là cái chỗ bộ rễ. Dạ. Cha nó làm đặt gì lạ nó cũng vênh quá hay nhau đâu mọi người chứ. Không sao. Đây bây giờ mình sẽ đi xuống cái những cái bậc cầu thang dẫn xuống cái ngọn thác Lưu Ly này, chân thác Lưu Ly này. Con thác này, khu du lịch này hiện tại đã bị bỏ hoang rồi, nên là vào là không thể tốn vé đâu. Không gian xanh mướt, có rất nhiều cây cổ thụ. Vách đá dựng đứng treo leo luôn. Đứng từ đây mình đã có thể nghe được cái tiếng thác reo rồi. Đây đứng đây mình có thể nhìn thấy thác rồi. Nhưng mà bây giờ Caramen chăm chú đi không. Caramen này lớn tuổi rồi nên chân yếu, sợ bị té. Nên là toàn là chăm chú đi không. Đây phía xa kia là có các bạn trẻ đang nướng gà này, nướng vịt gà, chuẩn bị tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Barbecue. À đúng rồi. Barbecue. Đây. Rồi đây trước mắt mình đang hiện dần hiện ra cái dòng thác Lưu Ly rồi đây. Có rất nhiều bạn trẻ khắp nơi đổ về tham quan dã ngoại. Một ngọn thác rất đẹp, rất đẹp. Đây có rất nhiều bạn trẻ đang nô đùa ở đây. Đến đây mình có thể thấy rõ được cái ngọn thác khi mà nước từ trên dội xuống va vào những cái vách đá thì tạo ra hàng trăm nghìn cái hàng trăm triệu cái hạt nước, mình cảm giác giống như là hàng trăm triệu cái hạt trân châu đang đổ từ trên xuống. Thác này nó mình thấy nó độc đáo hơn những cái ngọn thác mà mình từng tới là nó hai tầng như thế này.
nó đổ xuống một tầng rồi va vào một cái vách đá rồi rớt xuống một tầng nữa. Bây giờ mình sẽ đi tiến thẳng vào cái khu vực chân thác nha. Đây, đứng đứng chỗ này cảm giác lạnh quá, cái hơi nước bắn ra lạnh quá. Ồ, lạnh quá. Eo ơi. Ôi, nước lạnh khiếp. Ở đây mà ngập nước hơi bị đã. Nước lạnh ơi lạnh. Đi vô trong. Mình đang tiến dần vào cái con vòng khác này, tiến suối reo hơi to, không biết là quý cô chú anh chị trong đó có nghe rõ tiếng của em nói không ạ? Đây. Ở đây có một cái bàn thạch rộng mà mình có thể là ăn nhậu được chỗ này nè, mặc dù nó không bằng phẳng lắm nhưng mà có thể ăn nhậu được. Mà cái khối đá này nó cũng xù xì giống như là một chiếc cốc vậy, cũng khá đẹp. Phía sau của ngọn thác nó có một cái động đó, giống như là một cái hình bỗng ôm vào trong. Anh cho quý khán giả xem cái phía thảm thực vật của phía dưới ngọn thác này. À, chỗ này phía trên là một cái khối đá sừng sững luôn này, đồ sộ. Nó mọc những cái cây si với những cái bộ rễ đang đổ xuống dưới này. Đây, và phía dưới là những cái thảm thực vật rất phong phú, mọc chen lẫn với đá. Tự nhiên tới đây em lại nhớ cái câu của câu thơ của bà Hiền Thanh Quan ấy, là có cây chân đá lá chân hoa ấy. Thảm thực vật phong phú.